Bây giờ nè, chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị. Bây giờ nè, chị ơi, mọi người bình tĩnh giùm em, đã có người xỉu rồi. Bây giờ quyền bộ đồ mọi người cứ giữ vững, tôi không thể quyết được. Và nếu như cứ giữ vững, tôi sẽ ngưng phát quà cho em. Em người dân bình thường. Hả? Người dân mà. Mọi người bình tĩnh giùm nha. Bây giờ nè, bây giờ chúng tôi sẽ xếp ở trên này là tất cả là 4 hàng. Và chúng tôi giải quyết trên này. Người nào đứng trước cái đèn đỏ là chúng tôi không giải quyết.